Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 11 phẩm song yếu. Không chân, tưởng chân thật. Chân thật, thấy không chân. Chúng không đạt chân thật. Do tà tư, tà hạnh. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Khám phá sự thật, phân tích bài kệ trong phẩm song yếu. Trong những phút giây yên tĩnh, khi chúng ta đặt câu hỏi về bản chất của sự thật và những điều chúng ta tin tưởng, chúng ta thường đối diện với sự mâu thuẫn giữa cái thấy và cái thực. Bài kệ từ phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú mà chúng ta sẽ khám phá trong chương này mở ra một cánh cửa để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa cái thật và cái ảo tưởng. Bài kệ này. Không chân, tưởng chân thật. Chân thật, thấy không chân. Chúng không đạt chân thật. Do tà tư, tà hạnh. Nói về sự khác biệt giữa những gì được cho là chân thật và những gì thực sự chân thật, đồng thời chỉ ra rằng tà tư và tà hạnh là nguyên nhân khiến cho sự thật bị hiểu sai. Khám phá cái thực và cái ảo. Để hiểu rõ bài kệ, trước hết chúng ta cần phân biệt giữa chân thật và không chân thật. Chân thật, trong bối cảnh này ám chỉ sự thật tuyệt đối và không thay đổi. Nó là bản chất thực sự của sự vật, không bị ảnh hưởng bởi các quan điểm và giả định của con người. Ngược lại, không chân thật là những gì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng hoặc nhận thức sai lệch của con người. Ví dụ trong đời sống hàng ngày có thể thấy rõ sự khác biệt này. Khi bạn nhìn vào một món ăn, bạn có thể tưởng rằng nó rất ngon và bổ dưỡng chỉ dựa trên vẻ ngoài hấp dẫn của nó. Tuy nhiên, nếu bạn không kiểm tra kỹ lưỡng các thành phần và chất lượng của món ăn, bạn có thể bị lừa bởi vẻ ngoài. Đây là sự tương đồng với việc không chân thật bị tưởng là chân thật. Tà tư và tà hạnh, những rào cản đối với sự thật. Bài kệ không chỉ phân tích về sự khác biệt giữa cái thật và cái ảo tưởng mà còn chỉ ra rằng tà tư và tà hạnh là những yếu tố chính gây ra sự hiểu lầm về chân lý. Tà tư là những quan điểm và tư tưởng sai lệch. Khi chúng ta tin vào những điều không đúng hoặc thiếu căn cứ, chúng ta có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và hành động không phù hợp với sự thật. Ví dụ, một người có thể nghĩ rằng thành công chỉ đến từ sự may mắn mà không cần nỗ lực. Và điều này dẫn đến sự thiếu cố gắng trong công việc. Tà hạnh liên quan đến các hành động không phù hợp với sự thật hoặc đạo đức. Ví dụ, một người có thể hành xử không trung thực để đạt được lợi ích cá nhân, điều này không chỉ gây tổn hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Tác động của tà tư và tà hạnh đến cuộc sống. Sự hiểu biết sai lệch và hành động không đúng đắn do tà tư và tà hạnh có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống. Ví dụ về tà tư. Một doanh nhân có thể tin rằng việc áp dụng chiến lược bất chính để đạt được mục tiêu là chấp nhận được. Tuy nhiên, điều này không chỉ vi phạm các nguyên tắc đạo đức mà còn có thể dẫn đến những vấn đề pháp lý và làm tổn hại danh tiếng của doanh nghiệp. Ví dụ về tà hạnh. Trong mối quan hệ cá nhân, nếu một người hành động dựa trên sự kiêu ngạo và thiếu tôn trọng, điều này có thể làm tổn thương người khác và phá vỡ mối quan hệ. Hành động này có thể không được nhận thức là sai lầm ngay lập tức, nhưng về lâu dài, nó sẽ dẫn đến sự cô lập và thiếu tin tưởng từ những người xung quanh. Nhận thức và sự thực. Để thực sự hiểu và đạt được sự thật, chúng ta cần phát triển khả năng nhận thức rõ ràng và phân biệt đúng sai một cách chính xác. Phát triển nhận thức. Việc phát triển nhận thức bao gồm việc thường xuyên tự kiểm tra các quan điểm và hành động của bản thân. Ví dụ, trước khi đưa ra quyết định quan trọng, hãy xem xét tất cả các yếu tố liên quan và đảm bảo rằng bạn đang hành động dựa trên sự thật và các giá trị đạo đức. Sống theo sự thật. Sống theo sự thật có nghĩa là hành động một cách chân thành và công bằng trong mọi tình huống. Điều này bao gồm việc giữ gìn sự trung thực trong giao tiếp, tôn trọng người khác và làm việc với tâm thái cống hiến. Sự liên kết với các giá trị đạo đức. Bài kệ từ phẩm song yếu không chỉ là một phân tích triết lý mà còn là một hướng dẫn thực hành các giá trị đạo đức. Để thực sự xứng đáng với những gì được coi là chân thật, chúng ta cần phải sống theo các giá trị như lòng từ bi, sự khiêm nhường, và sự công bằng.
Bài kệ trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú cung cấp một cái nhìn sâu sắc về sự khác biệt giữa cái thật và cái ảo tưởng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vượt qua tà tư và tà hạnh để đạt được sự hiểu biết chân thật. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc từ bài kệ vào cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể phát triển sự nhận thức sâu sắc hơn và hành động theo những giá trị chân thật. Hãy coi bài kệ như một hướng dẫn để nhận thức rõ ràng hơn về những gì thực sự quan trọng và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và đạo đức. Phân tích, chân, và, không chân, khám phá những khái niệm cơ bản. Trong bài kệ của phẩm song yếu trong Kinh Pháp Cú, chúng ta gặp phải những khái niệm quan trọng, chân, và, không chân. Để hiểu rõ bài kệ và ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, trước tiên, chúng ta cần làm rõ ý nghĩa của hai thuật ngữ này và khám phá cách chúng ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về sự thật. Phân tích sâu sắc những khái niệm này không chỉ giúp ta hiểu bài kệ mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách chúng ta thường đối diện với sự thật trong cuộc sống. Khái niệm, chân, trong bài kệ. Khi chúng ta nói về chân, chúng ta đang đề cập đến sự thật tuyệt đối và bản chất thực sự của sự vật. Chân, ở đây có thể được hiểu là sự thật không thay đổi, không bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân hay hoàn cảnh bên ngoài. Trong triết lý Phật giáo, chân thường được mô tả như là một trạng thái của sự giác ngộ, nơi mà mọi sự phân biệt và sai lầm đều bị loại bỏ. Ví dụ, trong cuộc sống hàng ngày, một số người có thể tin vào sự tồn tại của một tâm lý chân thật mà không thể bị thay đổi bởi hoàn cảnh hay cảm xúc. Đó là khi bạn nhận ra rằng hạnh phúc và sự bình an thực sự không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài như thành công hay thất bại, mà là sự an lạc bên trong chính mình. Đây là sự nhận thức về chân mà không bị lầm lẫn bởi những yếu tố tạm thời. Khái niệm, không chân, hiểu đúng và sai. Ngược lại, không chân, đại diện cho những quan niệm sai lệch hoặc hiểu biết không đầy đủ về sự thật. Khi chúng ta nói rằng một điều gì đó là, không chân, chúng ta đang chỉ vào những quan niệm tạm thời, những ý tưởng không có nền tảng vững chắc hoặc những giả định sai lầm. Chẳng hạn, nếu bạn tin rằng thành công cá nhân, tiền bạc hay danh tiếng là những yếu tố quyết định sự hạnh phúc và sự thành công trong cuộc sống, bạn có thể đang theo đuổi những giá trị không chân thật. Những điều này có thể mang lại sự thỏa mãn tạm thời, nhưng chúng không phải là nền tảng của sự bình an và hạnh phúc chân thật. Sự thật là hạnh phúc và sự thành công thực sự đến từ việc sống một cuộc sống có ý nghĩa, và từ những mối quan hệ chân thành và đáng giá. Những sự thật vô hình và những quan niệm sai lầm. Chúng ta thường dễ bị cuốn vào những quan niệm sai lầm về sự thật, đặc biệt khi chúng ta không có sự hiểu biết sâu sắc hoặc khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Những quan niệm này có thể khiến chúng ta không nhận ra sự thật chân thật và dẫn đến sự hiểu lầm về cuộc sống. Ví dụ, trong mối quan hệ cá nhân, nhiều người tin rằng tình yêu chỉ là những cảm xúc lãng mạn và những hành động thể hiện bên ngoài. Họ có thể không nhận ra rằng tình yêu chân thật còn bao gồm sự hiểu biết, sự tôn trọng và sự chia sẻ. Khi chúng ta chỉ nhìn vào những biểu hiện bên ngoài và bỏ qua những yếu tố sâu xa hơn, chúng ta có thể không đạt được sự kết nối chân thật với người khác. Nhận thức về sự thật trong cuộc sống. Để nhận thức rõ về sự thật trong cuộc sống, chúng ta cần phải phát triển khả năng phân tích và quan sát. Điều này bao gồm việc nhận diện các quan niệm sai lầm và hiểu đúng về bản chất của sự vật. Thực hành sự tỉnh giác và trí tuệ là những công cụ quan trọng để đạt được sự hiểu biết chân thật. Một ví dụ cụ thể là trong công việc, nhiều người có thể coi thành công chỉ dựa vào những thành tựu bên ngoài như thăng chức hay tăng lương. Tuy nhiên, sự thật chân thật là sự thành công trong công việc cũng bao gồm việc cảm thấy hài lòng với công việc mình đang làm, cảm nhận được giá trị và sự đóng góp của bản thân đối với tổ chức và cộng đồng. Việc hiểu đúng về thành công không chỉ là đạt được mục tiêu bên ngoài mà còn là việc cảm thấy hạnh phúc và đạt được sự hài lòng từ công việc mình yêu thích. Tầm quan trọng của việc phân tích, chân, và, không chân. Việc phân tích và hiểu rõ, chân, và, không chân, là quan trọng vì nó giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống và tránh bị lạc lối bởi những quan niệm sai lầm. Khi chúng ta hiểu rõ sự phân biệt này, chúng ta có thể sống một cuộc sống ý nghĩa hơn và đạt được sự hài lòng sâu sắc hơn. Ví dụ, khi bạn đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, việc nhận ra rằng những khó khăn này là tạm thời và không phải là bản chất của sự thật giúp bạn giữ được sự bình tĩnh và lạc quan. Sự hiểu biết về sự thật giúp bạn không bị khuất phục bởi những khó khăn tạm thời và tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp và phát triển bản thân.
khám phá và phân tích khái niệm chân và không chân, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về sự thật và các quan niệm sai lầm. Bằng cách hiểu rõ sự phân biệt này, chúng ta có thể phát triển trí tuệ, sống một cuộc sống chân thật và đạt được sự hài lòng và bình an bên trong. Những ví dụ thực tế từ cuộc sống hàng ngày giúp làm sáng tỏ các khái niệm này và cung cấp hướng dẫn thực tế để áp dụng chúng vào cuộc sống. Tà tư và tà hạnh, những rào cản đối với sự thật. Khi chúng ta nói đến việc đạt được sự thật, một trong những rào cản lớn nhất chính là tà tư và tà hạnh. Những khái niệm này không chỉ là những từ ngữ trừu tượng mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến cách chúng ta hiểu biết và hành động trong cuộc sống hàng ngày. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá tà tư và tà hạnh, cũng như cách chúng cản trở sự nhận thức chân thật. Tà tư, những quan điểm sai lệch. Tà tư, hay tư tưởng sai lệch, là những cách nghĩ không đúng đắn về bản chất của sự vật và hiện tượng. Chúng không chỉ là những quan điểm sai lầm mà còn có thể dẫn đến hành động không đúng đắn và không hiệu quả trong cuộc sống. Một ví dụ cụ thể về tà tư có thể là việc tin vào các lý thuyết âm mưu mà không có bằng chứng rõ ràng. Hãy tưởng tượng một người tin rằng tất cả các sự kiện quan trọng trong thế giới đều được điều khiển bởi một nhóm người bí mật mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Quan điểm này có thể dẫn đến việc họ trở nên nghi ngờ và không tin tưởng vào những người xung quanh, gây rối loạn trong các mối quan hệ và làm giảm khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm. Tà tư cũng có thể xuất hiện trong các vấn đề cá nhân. Ví dụ, một người có thể tin rằng họ không bao giờ có thể thay đổi hoặc cải thiện bản thân. Quan điểm này có thể dẫn đến sự từ bỏ và thiếu động lực để cải thiện bản thân. Khi một người tin rằng mọi thứ đều không thể thay đổi, họ sẽ không tìm cách phát triển và cải thiện, từ đó không bao giờ đạt được sự thay đổi tích cực mà họ mong muốn. Tà hạnh, những hành động không phù hợp. Tà hạnh, hay hành động không đúng đắn, là những hành động không phù hợp với chân lý hoặc đạo đức. Chúng có thể xuất phát từ tà tư hoặc từ sự thiếu hiểu biết về những nguyên tắc đạo đức. Hãy xem xét một ví dụ về tà hạnh trong môi trường làm việc. Nếu một người thường xuyên nói xấu đồng nghiệp hoặc tìm cách hạ bệ người khác để nâng cao vị trí của mình, đó chính là một hành động tà hạnh. Dù có thể đạt được một số lợi ích ngắn hạn từ việc này, nhưng hành động này cuối cùng sẽ gây tổn hại đến môi trường làm việc và mối quan hệ với đồng nghiệp. Nó cũng có thể dẫn đến sự thiếu tin tưởng và tôn trọng từ những người xung quanh. Một ví dụ khác về tà hạnh có thể là việc tiêu xài hoang phí mà không cân nhắc đến tình hình tài chính cá nhân. Khi một người liên tục chi tiêu nhiều hơn khả năng tài chính của mình, họ không chỉ gây áp lực cho bản thân mà còn có thể gây khó khăn cho gia đình hoặc người khác phụ thuộc vào tài chính của họ. Hành động này không chỉ là sự thiếu trách nhiệm mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như nợ nần hoặc khủng hoảng tài chính. Tại sao tà tư và tà hạnh cản trở sự thật? Tà tư và tà hạnh không chỉ là những vấn đề riêng biệt mà còn thường xuyên tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Khi một người có tư tưởng sai lệch, họ thường sẽ hành động không đúng đắn, và ngược lại, hành động sai lệch có thể củng cố các tư tưởng sai lệch. Ví dụ, một người có thể tin rằng việc không trung thực trong công việc là cần thiết để thành công. Họ có thể bắt đầu hành động không trung thực, như nói dối hoặc lừa dối đồng nghiệp. Những hành động này sẽ củng cố tư tưởng sai lệch của họ về việc thành công, và dẫn đến một vòng lặp tiêu cực. Hành động sai lệch này không chỉ cản trở sự thành công cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự tin tưởng và mối quan hệ với những người khác. Đối phó với tà tư và tà hạnh. Để vượt qua tà tư và tà hạnh, bạn cần phải nhận thức rõ ràng về những quan điểm và hành động của mình. Việc này bao gồm việc thường xuyên tự kiểm tra và đánh giá bản thân, tìm kiếm phản hồi từ những người đáng tin cậy, và mở lòng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm mới. Một cách hữu hiệu để đối phó với tà tư là phát triển khả năng tư duy phản biện. Khi bạn gặp phải một quan điểm hoặc lý thuyết mới, hãy tự hỏi liệu nó có bằng chứng và lý lẽ hợp lý không. Đừng vội vàng chấp nhận mọi điều bạn nghe thấy mà không có sự xem xét và phân tích kỹ lưỡng. Để khắc phục tà hạnh, bạn có thể thực hành việc đặt ra các mục tiêu và tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng cho bản thân. Hãy tự hỏi mình mỗi khi bạn phải đưa ra quyết định. Hành động này có phù hợp với giá trị và nguyên tắc của tôi không? Sự tự kiểm tra này sẽ giúp bạn duy trì sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động của mình. Lợi ích của việc vượt qua tà tư và tà hạnh. Việc vượt qua tà tư và tà hạnh không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự thật mà còn giúp bạn xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa và hài hòa hơn. Khi bạn duy trì tư tưởng đúng đắn và hành động phù hợp với giá trị đạo đức,
bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, có thể xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn, và đạt được thành công bền vững hơn trong cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn duy trì sự trung thực trong công việc, bạn sẽ xây dựng được niềm tin và sự tôn trọng từ đồng nghiệp và cấp trên. Điều này có thể mở ra cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, sự trung thực sẽ giúp bạn cảm thấy tự hào và hài lòng với những thành tựu của mình, vì bạn biết rằng bạn đã đạt được chúng một cách chính đáng. Tà tư và tà hạnh là những rào cản lớn đối với sự hiểu biết chân thật và việc sống một cuộc sống có ý nghĩa. Bằng cách nhận diện và vượt qua những quan điểm và hành động sai lệch này, bạn không chỉ cải thiện sự hiểu biết của mình về sự thật mà còn tạo ra một cuộc sống đầy ý nghĩa và hài hòa hơn. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, và bạn sẽ thấy rằng việc duy trì tư tưởng và hành động đúng đắn có thể mang lại những thay đổi tích cực lớn lao. Tinh tế trong nhận thức và hành động, hướng tới sự thật. Trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn và thử thách, việc đạt được sự thật không phải là một điều đơn giản. Bài kệ trong phẩm Song Yếu của Kinh Pháp Cú đã chỉ ra rằng nhiều người có thể rơi vào tình trạng hiểu sai về sự thật do tà tư và tà hạnh. Vì vậy, con đường để hiểu và thực hành sự thật yêu cầu chúng ta phải phát triển sự tinh tế trong nhận thức và hành động. Chương này sẽ khám phá cách phát triển những phẩm chất đó và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày để đạt được sự hiểu biết chân thật. Tinh tế trong nhận thức, đường dẫn tới sự thật. Sự tinh tế trong nhận thức không chỉ đơn thuần là việc hiểu biết lý thuyết mà là khả năng nhận diện và điều chỉnh những quan niệm sai lệch trong suy nghĩ của chúng ta. Để phát triển sự tinh tế này, trước hết, chúng ta cần phải nhận thức được những ảnh hưởng của tà tư và tà hạnh trong cuộc sống. Nhận diện tà tư và tà hạnh. Tà tư là những quan niệm sai lệch mà chúng ta có thể bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, từ những niềm tin không chính xác hay các nguồn thông tin không đáng tin cậy. Ví dụ, nếu bạn tin rằng thành công chỉ đến từ việc gặt hái tiền bạc và địa vị xã hội, bạn có thể không nhận ra rằng sự thành công thực sự đến từ việc sống theo các giá trị và sự hài lòng nội tâm. Tà hạnh, tương tự, là những hành động không phù hợp với sự thật. Ví dụ, một người có thể hành xử một cách vụ lợi trong công việc để đạt được lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến đạo đức và sự công bằng. Những hành động này không chỉ gây hại cho người khác mà còn làm giảm giá trị bản thân. Cải thiện sự nhận thức. Để phát triển sự tinh tế trong nhận thức, bạn cần thực hành sự tỉnh giác và tự phản ánh. Sự tỉnh giác giúp bạn nhận ra những tư tưởng và cảm xúc ngay khi chúng xuất hiện, thay vì để chúng điều khiển bạn. Tự phản ánh là việc xem xét lại những quan niệm và hành động của bạn để đảm bảo chúng phù hợp với các giá trị đạo đức và chân lý. Một ví dụ đơn giản về việc thực hành sự tỉnh giác là khi bạn cảm thấy căng thẳng trong một cuộc trò chuyện khó khăn, bạn có thể dừng lại để hít thở sâu và xem xét cảm xúc của mình. Điều này giúp bạn tránh phản ứng theo cảm xúc và cho phép bạn phản ứng một cách bình tĩnh và hợp lý hơn. Tinh tế trong hành động, áp dụng sự thật vào cuộc sống. Tinh tế trong hành động có nghĩa là bạn thực hiện những quyết định và hành động phù hợp với sự hiểu biết chân thật mà bạn đã đạt được. Điều này yêu cầu bạn phải kiên định với các giá trị của mình và thực hành đạo đức trong mọi tình huống. Hành động theo sự thật. Một người có thể biết điều gì là đúng nhưng việc thực hiện hành động đúng đắn là một thử thách lớn. Ví dụ, nếu bạn biết rằng việc lừa dối là sai, nhưng trong một tình huống áp lực, bạn có thể cảm thấy cám dỗ để nói dối để bảo vệ bản thân. Tinh tế trong hành động là việc bạn chọn sự trung thực ngay cả khi điều đó khó khăn. Một ví dụ khác là trong mối quan hệ cá nhân. Nếu bạn cảm thấy bị đối xử bất công, tinh tế trong hành động không chỉ là việc bày tỏ sự không hài lòng mà còn là cách bạn làm điều đó với sự tôn trọng và chân thành, nhằm tìm ra giải pháp mà không làm tổn thương đối phương. Ứng dụng tinh tế trong công việc. Tinh tế trong công việc có thể bao gồm việc đưa ra các quyết định dựa trên sự công bằng và chính trực. Ví dụ, nếu bạn là một nhà quản lý và phải quyết định về việc thăng chức cho một nhân viên, việc bạn xem xét không chỉ dựa trên kết quả công việc mà còn về sự đóng góp và thái độ của nhân viên đó trong môi trường làm việc, có thể là một cách thể hiện sự tinh tế. Giải quyết xung đột một cách tinh tế. Xung đột là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng cách chúng ta giải quyết xung đột phản ánh sự tinh tế của chúng ta. Giải quyết xung đột một cách tinh tế không chỉ giúp bạn đạt được sự hòa bình mà còn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Tìm kiếm giải pháp hòa bình. Khi đối mặt với xung đột, việc lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của đối phương là rất quan trọng. Ví dụ, nếu bạn và đồng nghiệp có một bất đồng về cách tiếp cận một dự án,
việc lắng nghe và xem xét quan điểm của họ trước khi đưa ra quyết định có thể dẫn đến một giải pháp thỏa đáng hơn cho cả hai bên. Giữ gìn sự hòa hợp trong gia đình. Trong môi trường gia đình, tinh tế trong hành động có thể bao gồm việc giải quyết các vấn đề một cách công bằng và thấu đáo. Ví dụ, nếu có sự tranh cãi giữa các thành viên trong gia đình về việc chia sẻ công việc nhà, bạn có thể áp dụng nguyên tắc công bằng và sự lắng nghe để đạt được một thỏa thuận hợp lý mà tất cả các bên đều cảm thấy được tôn trọng. Con đường đến sự xứng đáng. Tinh tế trong nhận thức và hành động là con đường để đạt được sự xứng đáng và chân thật. Khi bạn phát triển sự tinh tế này, bạn không chỉ nâng cao giá trị bản thân mà còn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày sẽ giúp bạn sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và đạt được sự hiểu biết chân thật mà bài kệ trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú đã chỉ ra. Tinh tế trong nhận thức và hành động, con đường hướng tới sự thật. Khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng không phải tất cả những gì chúng ta nghĩ là chân thật đều thực sự là chân thật, chúng ta cần phải tìm kiếm một con đường mới để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn. Chương này sẽ tập trung vào việc phát triển sự tinh tế trong nhận thức và hành động, nhằm vượt qua những rào cản mà tà tư và tà hạnh tạo ra. Qua đó, chúng ta có thể gần gũi hơn với sự thật và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và sự thỏa mãn. Tinh tế trong nhận thức, nhận biết và hiểu biết đúng đắn. Sự tinh tế trong nhận thức không chỉ là khả năng nhận diện những điều rõ ràng mà còn là sự nhạy bén với những sắc thái tinh vi của thực tế. Để thực sự hiểu và đạt được sự thật, chúng ta cần phải phát triển khả năng này. Đầu tiên, nhận thức đúng đắn bắt đầu từ việc hiểu rõ về chính mình. Đây không chỉ là việc nhận diện những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, mà còn là việc hiểu về các khuynh hướng tư tưởng có thể gây ra sự lệch lạc. Ví dụ, nếu bạn luôn cảm thấy khó chịu khi đối mặt với sự chỉ trích, có thể bạn đang bị ảnh hưởng bởi một cảm giác tự ti sâu xa. Việc nhận diện điều này giúp bạn không để cảm giác này làm mờ nhạt khả năng đánh giá và quyết định của mình. Tiếp theo, hãy áp dụng sự tinh tế trong việc quan sát và đánh giá các tình huống trong cuộc sống. Một cách để làm điều này là thực hành sự chú tâm mindfulness, nơi bạn chú ý đến từng khoảnh khắc và phản ứng của mình mà không phán xét. Ví dụ, khi bạn cảm thấy bực bội với đồng nghiệp, thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy dành thời gian để quan sát cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Điều này không chỉ giúp bạn kiểm soát cảm xúc mà còn giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về vấn đề. Cuối cùng, hãy luôn đặt câu hỏi về những giả định của bạn. Chúng ta thường hành động dựa trên những niềm tin và giả định mà chúng ta không bao giờ thách thức. Ví dụ, nếu bạn tin rằng một người bạn cũ không đáng tin cậy vì một lần họ đã làm bạn thất vọng, hãy tự hỏi liệu điều này có thực sự công bằng không? Có thể bạn đang nhìn vấn đề từ một góc độ hạn chế và có thể có những yếu tố khác mà bạn chưa xem xét. Tinh tế trong hành động, ứng dụng sự thật vào cuộc sống. Việc hiểu sự thật là quan trọng, nhưng việc áp dụng nó vào hành động trong cuộc sống hàng ngày còn quan trọng hơn. Sự tinh tế trong hành động liên quan đến việc làm cho các nguyên tắc và giá trị bạn đã hiểu trở thành một phần của cuộc sống của bạn. Trước hết, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ. Ví dụ, nếu bạn đã nhận thức rằng việc ăn uống lành mạnh là một phần của việc duy trì sức khỏe tốt, hãy bắt đầu bằng việc thay đổi dần dần thói quen ăn uống của bạn. Thay vì cắt bỏ ngay lập tức tất cả thực phẩm không lành mạnh, hãy tập trung vào việc thêm vào chế độ ăn của bạn những thực phẩm bổ dưỡng. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì động lực mà còn tạo ra những thay đổi tích cực bền vững. Tiếp theo, hãy áp dụng sự tinh tế vào các mối quan hệ của bạn. Trong các tương tác hàng ngày, hãy thực hành sự lắng nghe chủ động và chân thành. Khi bạn tham gia vào cuộc trò chuyện, hãy tập trung vào việc hiểu quan điểm của người khác thay vì chỉ nghĩ đến việc phản bác hay đưa ra ý kiến của mình. Ví dụ, khi một người bạn chia sẻ khó khăn của họ, hãy lắng nghe với sự đồng cảm và sự quan tâm thay vì chỉ đưa ra lời khuyên ngay lập tức. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn và tạo ra sự kết nối chân thành. Cuối cùng, hãy luôn cân nhắc những tác động dài hạn của các hành động của bạn. Đôi khi, những quyết định mà chúng ta đưa ra có thể mang lại lợi ích trước mắt nhưng lại gây ra hậu quả tiêu cực trong tương lai. Ví dụ, nếu bạn quyết định làm việc nhiều hơn để kiếm thêm tiền, hãy cân nhắc đến tác động của điều này đối với sức khỏe và mối quan hệ của bạn. Đưa ra quyết định thông minh bằng cách xem xét tất cả các yếu tố liên quan và tác động lâu dài. Kết luận.
Sự tinh tế trong nhận thức và hành động không chỉ giúp bạn gần gũi hơn với sự thật mà còn giúp bạn sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và sự thỏa mãn. Bằng cách phát triển khả năng nhận thức tinh tế và áp dụng sự thật vào hành động của mình, bạn có thể vượt qua những rào cản của tà tư và tà hạnh, đồng thời xây dựng một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn. Điều quan trọng là hãy tiếp tục rèn luyện và thực hành, vì đây là một quá trình liên tục giúp bạn ngày càng gần gũi hơn với sự thật và sự chân thành trong cuộc sống hàng ngày. Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp cú bài kệ số 11 phẩm song yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho tủ sách áo lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 12 phẩm song yếu.